Did you? Why didn't you ask? Say who pushed me? And then someone would tell, oh, it was somebody. But the teacher wasn't there. Oh, the teacher wasn't there at all? Yeah. Im chuyện này đây. Muốn mét mẹ hay là im? Mét hả? Hay là im? Nói cho mẹ biết. Mẹ phải thương mẹ kiss cho cái chỗ đó hết đau nha. Có cần kiss không? Cho con cái bàn để cho con cái bàn để quăng cái đó lại được không? Được. Rồi. Hả? Có thương cái xíu trắng trắng mà mình còn làm nó ở bao không? Từng xịt đó hả? Ờ, dây trắng trắng không, mình không có mua cái đó. Sao vậy? Tại mình đâu bao giờ cần nó đâu mà mua. Còn chứ. Giờ nếu mà chỗ này đi bà phải mua cái đó rồi. Cái này là bự mà. Ok. Cái này là một cái bự. Thôi đi vô nha. Cái bự cho nên mình có thể mua được không? Được.